con. Thúy. Chào mẹ. Ừ, chào con. Cô đi đâu mà sớm thế? Em có việc ngay gần đây nên tiện qua đây. Này, hôm nay sinh nhật anh Thành đúng không? Dạ. Tối tụ tập không? Em cũng muốn lắm, nhưng mà trong tuần em thấy ai cũng bận. Thôi để cuối tuần đi cho đông đủ. Ly này. Dạ. Mẹ thấy Tú nói là con mới chuyển chỗ làm mới à? Có tốt không? Tốt mẹ ạ. Chỗ làm thì tốt rồi, nhưng mình có làm được, làm tốt không mới là vấn đề. Chị cứ lo, con mình nó thông minh nhanh nhẹn thế này kiểu gì chả tốt. À, Tú thế nào? Công việc thì ổn rồi, nhưng cô người yêu ra sao? Giận nhau mấy bữa, bây giờ làm lành rồi chị ạ. Trời ạ, cũng may thằng Tú gặp được con bé này. Nó hiểu biết, ngoan ngoãn, lại còn biết điều nữa. May nhờ có con bé, chứ không cái chuyện hôm vừa rồi thì... Có việc gì à? Không có gì đâu chị. Chuyện của bọn trẻ con ấy mà. Hai mẹ cứ ở đây nói chuyện nhá. Con lên nhà thay đồ xong là con đi làm ạ. Ừ, con đi đi. Thế tốt quá nhỉ. Nhờ con đó mà mâu thuẫn của anh Thành với thằng Tú mới được giải tỏa đấy. Thế thì cưới luôn đi. Em muốn quá đấy chứ. Nhưng mà thằng Tú nó có thích đâu. Cứ quyết rồi nó phải theo. Này, việc gì mẹ phải đi xin lỗi cho người ta thế? Việc tao làm tao chịu. Không sao đâu. Sao mày cứ phải nhẫn nhịn như vậy chứ? Ông Tú có đáng để mày phải hy sinh như thế không? Tao biết là mày lo cho tao, nhưng mà cũng đừng có suy nghĩ nhiều quá. Tao tự biết việc của mình làm mà. Tao xin lỗi. Hâm mà, đã bảo là không sao rồi cơ mà. Ai bảo là mày yêu tao quá cơ, đúng không? Nào hôm trước tao có nói hơi quá lời, đừng có giận tao nhá. Được không? Mày định đi đâu đấy? Để tao chở mày đi. Ừ, đi nhá. Chị đi hai người ạ. Dạ vâng, em nhận thông tin. Em chào chị. Chào em. Dạ. Cho anh hỏi chị Ly còn ở đây không? Anh là anh Tú đúng không ạ? Chị Ly về mất rồi anh ạ. Chị Ly có gửi cho anh này. Anh cảm ơn nhé. Em chào anh. Ấy chà, thịnh soạn quá nhỉ. Tất cả là do Trang có mắt thẩm mỹ đấy. Chứ em thì có làm được cái này đâu. Chỉ riêng việc em chọn anh là đã đủ tinh tế lắm rồi. Chú Thành nói đúng đấy ạ. Cháu chỉ biết làm những việc lặt vặt thôi. Còn những việc tổng thể như thế này là đều do cô Thúy chỉ đạo hết đấy ạ. Ngồi đi. Ngồi đi. Dạ. Cháu xin phép cô chú cho cháu ra ngoài nghe điện thoại ạ. À, cứ tự nhiên. Em phải nói mãi cái chàng nó mới đến đấy. Nó nói nó ngại thằng Tú. Cái thằng này dốt thế chị. Có phúc mà không biết hưởng. Còn bé nó tốt đủ điều như thế mà còn chê. Kệ đi. Mưa dầm thấm lâu, cái chàng nó dịu dàng, đảm đang như thế này, chả mấy rồi cuôn cút mà chạy theo. Rồi em với anh cũng ra rìa sớm thôi. Còn phải xem thế nào đã. Các anh đừng có quá đáng. Giao kèo đã kết thúc rồi. Tôi chẳng còn nợ nần gì các anh cả.
Đừng có mà dọa tôi không sợ đâu. Ơ, anh về rồi à? Anh lại mua bánh à? Em không biết nên lại chuẩn bị sẵn rồi. Bánh ly mua tặng bố anh đấy. Không sao, càng nhiều càng vui. Mình vào nhà đi. Công nhận táo mình gọt ngon thật. Chào bố. Chào con. Chào mẹ. Này, vào đây ngồi với mẹ một tí đã. Dạ. Lúc nãy thằng Tú nó đến, bảo là đón con về bên nhà ăn cơm đấy. Hôm nay con mệt lắm, không đi đâu. Giận nhau à?